Thu Hiền TV. Tại một gia đình nọ. Đã xong. Chắc là chồng mình sẽ thích lắm đây. À, anh về rồi đấy à? Anh ngồi xuống ăn cơm luôn nhé. Ừ. Anh ăn thử món mới này đi. Đây nữa, anh ăn nhiều vào nhé. Anh này. Gì vậy? Mấy hóa đơn này chưa thanh toán đâu anh ạ. Sao nhiều thế này? Chẳng phải anh mới đưa hết tiền lương cho em sao? Vẫn không đủ anh ạ. Em tiêu gì mà nhiều dữ vậy? Số tiền lương anh đưa cho em hàng tháng cũng đâu có đâu chứ. Có giỏi thì anh tự giữ lấy tiền mà chi tiêu đi. Em không quản nữa. Anh tự dọn đi. Dọn thì dọn. Ôi, em làm gì vậy? Anh ở ngoài này mà ngủ. Ngủ thì ngủ. Có thế mà cũng giận dỗi. Sáng hôm sau. À, chuẩn bị đi làm bữa sáng thôi. Đã sáng rồi à? Chuẩn bị đi làm thôi. Trên tay Hoàng là chiếc đầm của vợ, còn cô vợ thì cầm theo quần áo của chồng mình. Có điều gì đó đã thay đổi mà hai người chưa phát giác ra. Hả? Anh! Em! Cơ thể của mình! Trời ơi! Sao lại ra nông nỗi này? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Làm sao đây anh? Chẳng lẽ chúng mình phải thế này mãi? Anh không biết nữa. Thôi chết, đến giờ đi làm rồi. Bây giờ phải làm sao? Chỉ còn có một cách thôi. Anh, em mặc thế này á? Ừ. Chúng ta bị hoán đổi thân xác rồi mà. Em đi làm luôn đi kẻo muộn. Ông trời ơi, hãy nói với tôi đây chỉ là giấc mơ đi. Mẹ ơi, con đợi. Đợi mẹ một chút. Việc hoán đổi thân xác giữa hai vợ chồng chắc chắn sẽ là một trải nghiệm bất ngờ đầy thú vị. Ôi trời ơi. Sau này mẹ nấu ăn mà cứ như đánh trận vậy. Mẹ ổn chứ? Không sao. Trời ơi, mỗi ngày chồng mình phải làm một đống việc như này sao? Người vợ trong thân xác của chồng mình ngỡ ngàng một lúc. Sự bối rối lúc đầu của cô bị guồng quay của công việc kéo đi lúc nào không hay biết. Vâng vâng vâng, tôi hiểu rồi. Cố lên. Chi phí dự án mới đây rồi. Cuối cùng cũng xong việc rồi. Mệt quá. Về thôi. Cậu làm ăn thế này à? Sai hết rồi. Mau làm lại báo cáo này cho tôi. Nhưng hết giờ làm rồi mà sếp. Không nói nhiều, tăng ca. Ơ, sếp. Hả? Mình thì đang làm việc vất vả thế này mà lão lại ngủ ngon lành thế kia. Đúng là lão sếp khó ưa. Mình phải giúp chồng mình dạy cho lão một bài học mới được. Này thì ngủ này. Cậu làm cái gì thế hả? À, em giúp sếp đuổi ruồi ấy mà. Nó kìa, con ruồi đáng ghét này. Ôi, nó kìa, nó kìa, nó này, nó kìa. Mệt quá, nghỉ một lúc đã. Thôi xong, vỡ mất cái cốc rồi. Mệt quá.
ăn dạo này đắt đỏ như vậy sao? Tiền điện, tiền nước, tiền học cho con, tiền đám cưới. Ôi trời ơi, có quá nhiều thứ cần chi tiêu thế này sao? Mình đã trách nhầm vợ mình mất rồi. Chuẩn bị ăn cơm thôi. Wow, cơm mẹ nấu đúng là number one. Chuyện mẹ con mà lại. Mẹ quá tuyệt vời, ăn cơm thôi. Không. Ơ, sao thế con trai? Cơm chưa chín. Thôi, ăn tạm thức ăn con nhé. Con không ăn đâu. Con trai, con trai. Ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi, đói quá. Em về rồi đấy à? Để em nấu cái gì cho em ăn nhé. Dạ vâng. Em ăn đi. Em xin. Chắc hôm nay quỷ đã vất vả lắm. Anh, em xin lỗi vì lâu nay đã không hiểu cho anh. Anh cũng xin lỗi. Đáng ra anh phải hiểu cho em nhiều hơn. Anh thương, anh thương. Nín đi em. Sáng hôm sau. Bố ơi, dậy đưa con đi học đi. Mẹ ơi, con sắp muộn học rồi. Hả? Muộn rồi à? Em à. Mình hoán đổi lại rồi em ơi. Ôi anh ơi, mình trở lại bình thường rồi. Bố mẹ bị sao vậy nhỉ? Chỉ khi đặt chân vào cuộc sống của người khác, ta mới hiểu được những khó khăn, áp lực và trách nhiệm mà họ phải gánh vác mỗi ngày. Khi ấy, ta sẽ nhận ra rằng những điều mình cho là hiển nhiên thực ra lại không đơn giản như vậy. Chú ơi, tôi đói quá. Này, hay là kiếm cái gì ăn đã? Tôi cũng nghĩ thế. Này, hay là vào kia ăn phở. Có khách, có khách. Hai cháu muốn ăn gì nào? À, dạ, bán cho cháu một bát phở, nhiều hành, ít nước béo. Nhưng mà không có thịt. Nhưng mà không có thịt. Cái gì? Bác nhớ nha, không thịt đấy. Hành, cho hai bát bún. Dạ vâng ạ. Phải ăn cho hết đấy. Ui da, nóng quá. Cái gì vậy hả? Làm như thế đấy hả? Tối nay nhịn cơm. Hai cháu đợi chút nha. Nhanh cái tay lên. Thơm thế nhỉ? Anh ơi. Anh. Con bé kia. Nhanh. Nhanh lên. Liêu hồn đây. Con bé này sao thế nhỉ? Nãy giờ nó cứ muốn nói gì vậy? Anh. Đưa bác nhanh lên. Nhanh. Con bé này đầu óc nó không bình thường. Thôi, hai cháu ăn đi, nha. Ăn đi. Này, bộ ông có thấy gì lạ không? Không, là con bé đấy không bình thường đấy chứ. Bê nốt mấy cái này đi rửa đi. Này em. Anh ơi. Anh, gì đây? À, cháu đang hỏi nhà vệ sinh đấy mà. Nhà vệ sinh ở đằng sau kia kìa. Còn con nhỏ này, làm đi nha. Này, làm gì đấy? Ăn nhanh còn thanh toán đi. Ờ, tôi tưởng ông trả chứ. Không, hôm nay đến lượt ông mà. Thôi chết rồi. Đây, no cho hai ông cháu. Của hai cháu là hai bát bún với một cân hành, 50.000 nha. Thế ông nào trả tiền đây? Này, bây giờ nghìn cân treo sợi tóc. Chúng mình làm theo kế hoạch này nhé. Chú ơi chú, bây giờ bọn cháu tranh nhau trả tiền mà chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào cả. Chú ơi, chú cho chúng cháu chạy thi, ai thắng đứa đó trả nhé. Hai ông cháu định đi đâu đây? Định chùa nè. Hai đứa vào trong rửa bát trừ nợ nha. Vào thôi. Ở đây, ngay thì lo làm, tối ngoan ngoãn ở trong phòng nha.
Chú ơi, chú ơi, mở cửa ra. Thôi, nhân cơ hội này mình ở đây tìm hiểu chuyện bé Hạnh như thế nào. Ừ, cũng được. Có ai ở ngoài thì phải. Ai đây? Ai đây? Hai anh phải tìm cách trốn khỏi đây đi. Thế còn em thì sao? Em không trốn mà. Em bị bắt cóc bán vào đây, cứ trốn đi lại bị bắt lại. Hả? Thôi, em phải xuống trước đây, không bị phát hiện mất. Ồ, khoan đã. Hạnh, Hạnh ơi. Hai cậu lên làm việc đi, còn con bé này đi với ta. Thôi đi làm hết đi. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em nghe ạ. Ông Tài nghe điện thoại của ai mà lén lút thế nhỉ? Dạ dạ, đại ca yên tâm, lần này ổn lắm mà. Này, tôi bảo, hình như ông chủ quán định làm hại bé Hạnh hay sao ấy. Hai đứa ở lại trong quán cho cẩn thận vào. Này này này, hay tôi với ông ngăn ông ta lại đi. Thôi ông ơi, hay là tôi với ông nhân cơ hội này chuồn đi. Ông không đi thì tôi đi. Kìa, nhanh cái chân lên. Lại đây. Đừng im đây xem nào. Muốn làm điều xấu sao? Ơ, ông ta ngất rồi anh ơi. Anh em mình chạy thôi. Đầu của mình. Mấy đứa kia, mau đứng lại. Đứng lại mau. Chạy mau lên, hắn ở ngay đằng sau rồi. Đứng lại. Cái tay của ta đau quá. Leo leo cản đời nha. Giao hai nhóc con. Sao, định đi đâu? Có chạy đằng trời, dám phá hỏng kế hoạch của ta thì ta bắt cả hai cho nhanh gọn. Nói đúng lắm. Đi nào, dừng lại. Á, chú ơi, ở kia kìa, mau bắt chúng lại. Thôi xong rồi. Các cháu làm tốt lắm. Hạnh đi theo chú, chú sẽ tìm lại bố mẹ cho cháu. Thật à chú? Em cảm ơn các anh, em phải đi tìm bố mẹ đây. Tạm biệt hai anh. Sao ông lại ở đây? Chuyện là... Cái gì đây? Địa điểm vườn cây phía đông. Đây chắc chắn là địa điểm mà tên chủ quán sẽ đến rồi. Đi thôi. Mãi là anh em tốt nha. Chúng mình về thôi. Nhum 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 nhum. Tú, con ăn xong vứt vỏ vào sọt rác nhé con. Đây là nhà của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Bực cả mình. Ơ kìa, Tú. Thật là cứng đầu mà. Đúng là phiền chết đi đâu. Vòng cổ của mình đâu mất rồi? Lạ thật đấy, vừa nãy vẫn còn thấy cơ mà. Có lẽ nào... Di Quỳnh, Di dọn dẹp vứt sợi dây chuyền của mẹ tôi đi đâu rồi hả? Không có, mẹ chỉ dọn rác, không thấy sợi dây chuyền nào cả. Rõ ràng là có mà. Có chuyện gì vậy hả? Là bà ấy vứt sợi dây chuyền mẹ tặng cho con. Không phải đâu, chắc con hiểu lầm rồi. Chắc chắn là bà
hãy cố tình. Thôi, cứ ăn cơm đã rồi cả nhà cùng tìm. À, phải gọi bằng mẹ chứ. Không bao giờ, còn chỉ có duy nhất một người mẹ thôi. Tôi sẽ không bao giờ nhận bà là mẹ đâu. À. Đồ hư hỏng, tôi không dạy được anh nữa rồi. Bộ, bộ đánh con vì bà ta. Tú, bố con nóng giận, mẹ xin lỗi, để mẹ tìm lại cho con. Bỏ ra. À. Bà không phải diễn kịch đâu. Vợ, em có làm sao không? Em không sao. Đồ hư hỏng, ra khỏi nhà mau. Được, nếu bố đuổi thì con đi cho khuất mắt bố. Người dùng bận. Tú, giờ này con đang ở đâu? Một thời gian sau. Cậu bé, cháu có đánh giày không? Dạ có ạ. Cháu mời cô ngồi xuống đây ạ. Cô tên Chinh, chồng cháu có vẻ còn là sinh viên, sao lại đi đánh giày vậy? Dạ cháu tên là Tú, đang là sinh viên trường y. Cháu đi đánh giày để kiếm thêm thu nhập thôi ạ. Đánh giày vất vả lắm, hay là cháu về làm cùng cô đi. Làm gì hả cô? Quán cô đang thiếu phục vụ, nếu được cháu có thể đi làm luôn. Vậy ạ? Được thế thì tốt quá, cháu làm được ạ. Ừ, vậy thì tốt quá. Cháu cảm ơn cô ạ. Hả? Vâng, chị về ạ. Cảm ơn chị. Cô ơi, người phụ nữ vừa rồi vào đây làm gì vậy ạ? Cô ấy xin việc, nhưng quán đủ người rồi nên cô không nhận nữa. Thôi, đi làm việc đi. Em ăn nhiều một chút nha. Em cảm ơn anh. Cơm hôm nay em nấu ngon lắm. Mình đang làm cái gì vậy nhỉ? Tú. Dạ. Cô gửi tiền lương tháng này cho cháu này. Cháu cảm ơn cô ạ. May quá có cô, chứ không tiền học kỳ này cháu không biết tìm đâu nữa. Có khó khăn gì thì cứ nói đừng ngại. Dạ vâng, cháu nhớ rồi ạ. Cần gì phải có gia đình, mình tự sống vẫn tốt đấy thôi. 7 năm sau. Cô Chinh, bố, sao hai người lại ở đây? Ơ, Tú. Con xem đi. Hồ sơ bệnh án, bà Quỳnh. Con đi chưa bao lâu thì mẹ con cũng mất em bé, ốm lâu mà không chịu chữa. Nay bệnh tình trở nặng mới chịu lên bệnh viện để khám. Vì sao bà ấy lại bị bệnh vậy ạ? Làm được bao nhiêu cũng gom góp gửi lên cho con, tiền chữa bệnh thì lại tiếc. Đến khi nặng quá phải bán căn nhà dưới quê để chữa trị cho bà ấy mà vẫn không đủ. Giờ bố phải vay tiền cô Chinh để chữa trị cho mẹ. Cô Chinh, chẳng nhẽ cô là... Đúng vậy, cô là bạn cũ của mẹ cháu. Nhờ cậu giúp đỡ cháu Tú nhé. Hay là cậu cứ nói cho cháu nó biết đi. Bố đưa con đến thăm mẹ đi. Cháu chào cô ạ. Con vào đi, bà ấy đang ở trong này. Ông đấy à, Tú. Tú, con tới rồi à. Con đã nghe bố kể mọi chuyện rồi. Con xin lỗi mẹ. Con vừa gọi ta là mẹ sao?
lại đây nào con trai. Mẹ đừng lo, cuộc phẫu thuật này chắc chắn sẽ thành công. Mẹ cảm ơn con. Con cầm lấy đi. Ơ, mẹ, mẹ tìm thấy sợi dây chuyền này ở đâu vậy ạ? Sao tay mẹ lại có vết sẹo lớn thế này? Mẹ đừng giấu con nữa. Không có gì đâu con. Chuyện là sau khi con đi, mẹ con cảm thấy rất day dứt nên đã đi tìm bằng được sợi dây chuyền. Tay bà ấy không may bị mảnh thủy tinh cứa vào, vì cố chấp không chịu băng bó luôn nên mới để lại sẹo to như này đây. Bố mẹ hãy yên tâm, ca phẫu thuật này con sẽ thực hiện. Bố. Ông xã. Chúc mừng em đã khỏi bệnh. Em cảm ơn. Cảm ơn con trai, nhờ có con mà mẹ con đã được cứu sống. Tú, mẹ cảm ơn con nhé. Nhờ công lao của bố mẹ mới có con của ngày hôm nay đấy à. Thôi, bố con mình đưa mẹ về nhà đi. Để con đưa mẹ về nhà. Ừ. Mình nên nói gì bây giờ nhỉ? Phải thể hiện phong độ một chút mới được. Đến lượt mình rồi. Chúc mừng cho buổi hẹn hò của chúng ta. Vâng. Khói ở đâu vậy nhỉ? À, lạnh quá đi mất. Nóng, nóng quá. Lại là do mình sao? Ơ kìa em, đợi anh với. Dừng lại đã nào. Em sao đấy? Nói anh nghe đi mà. Ơ, đợi, đợi anh. Dừng lại. Em bình tĩnh đã nào. Anh còn định làm cái gì nữa đây? Anh sẽ làm cho tuyết rơi mùa hè. Wow, đẹp quá. Ôi, mưa rồi. Ơ, mình lại quá tay rồi. Mình mau đi trú mưa thôi em. Trời mưa to quá. Anh... Sao anh hay ra dễ vậy? Anh về trước đi. Tức thế thôi chứ. Trang, tặng em này. Đúng loại hoa mình thích. Thơm quá. À! Mau bước đi. Đưa tay em xem nào. Em có đau không? Nhiều lúc anh ấy hay ra dễ vậy, nhưng mà thật ra anh ấy là một người rất ấm áp. Đúng là người đàn ông mình chọn. Bố, mẹ, hôm nay con muốn giới thiệu với bố mẹ về My Destiny của con. Được, 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 được. Nó đâu, mau dẫn vào đây. Còn đứng đấy làm gì? Anh ơi, vào đi. Cháu chào cô chú ạ. À, chú ạ. Lần đầu gặp chú, có gì không phải mong chú bỏ qua à? Ngẩng đầu lên tôi xem nào. Hả? Đầu thế. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý ạ. Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Hoàng ạ. Không dám, chào cậu Hoàng. Kìa anh, ông ấy đùa ấy mà. Cháu chào cô ạ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chú bình tĩnh, cháu không cố tình đâu ạ. Mời cậu đi cho. Chú ơi, cháu. Ra ngoài. Chú ơi, cháu. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mẹ có sao không mẹ? Gặp nó là Su Cà Nam à. Từ nay cấm cửa. Cấm cửa hết. Làm sao bây giờ? À, đây rồi. Bố
bố đừng đuổi anh ấy. Đừng mà. Con xin bố đừng đuổi anh ấy mà. Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ? À, anh vào đây bằng đường nào đấy? Anh trèo cửa sổ vào ấy mà. Anh xin lỗi chuyện lúc nãy. Anh không kiềm chế được siêu năng lực của mình. Đâu phải lỗi của anh đâu. Anh có một món quà bất ngờ dành cho em. Gì vậy anh? Em hãy nhìn đây. Anh ấy đang làm gì vậy nhỉ? Siro đá bào thơm ngon, mời em thưởng thức. Theo em, mình đi kiếm đồ ăn. Không có ai, mình vào thôi. Anh cẩn thận nha. Để xem có gì ăn không nào. Em tìm thấy rồi này. Ngon quá. Ui da, cái bụng của tôi. Ôi à, lại nữa sao? Tiếng gì vậy nhỉ? Anh ăn nhiều vào nhé. À, để xem kẻ nào dám đột nhập vào nhà ta ăn vụng. Đứa nào? Lại là cậu. Toàn sụn. Cậu vẫn còn dám vác mặt đến đây à? Bố ơi, đừng. Cậu. Tôi chết rồi. Cậu. Ra khỏi nhà tôi mau. Chú ơi, cháu không cố ý mà. Không. Ôi chú ơi, cháu không cố ý, cháu không cố ý. Bố chịu khó một tí nhé. A few moments later. Ui, lạnh, lạnh quá. Đói thế nhỉ? Dầu ăn để đâu rồi nhỉ? À, đây rồi. Hả? À, cháy, cháy rồi. Có chuyện gì vậy bố? Ôi trời ơi, mày đang giúp hay đang hại bố thêm đây? Con xin lỗi. Anh Hoàng ơi. Hả? Chuyện gì thế này? Cuối cùng cũng tắt. Ơ kìa chú. Chú có sao không ạ? Cậu bỏ tay ra. Cháu. Đứng lại. Có chuyện gì vậy chú? Thôi được rồi, tôi đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Thật à chú? Anh, cẩn thận nào. Vậy chú cho bọn con làm đám cưới nhé. Dừng lại. Hai đứa phải biết tiết chế năng lực, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Yeah. Từ đã. Thế bao giờ hai đứa làm đám cưới? Đám cưới? Yeah, bố đồng ý rồi. Chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ nha. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. À, chết rồi, lại không kiểm soát được năng lực rồi. Lần này là lần cuối nha, từ giờ phải cố gắng hơn rồi. Đẹp dài rồi, lên đường thôi. À. Em làm gì mà nằm dưới đất thế này? Ở nhà chơi với em đi. Thôi, em ở nhà, anh còn bận đi chơi với người yêu. Thanh.
Hả? Thánh chỉ? Bây giờ anh có chơi với em không? Hay là để em mách bố? Thôi được rồi, thế em muốn chơi cái gì? Chúng ta sẽ chơi trò đập trứng. Chơi luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anh em giam. Buồn cười quá, anh thua rồi đấy nhé. Leo 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 leo. Chết anh nè. Nhìn anh giống gấu trúc quá. Không lo dọn dẹp nhà cửa đi, con ngồi đây chơi à? Đâu phải một mình con chơi, cả em cũng chơi mà bố. Đâu, em đang chơi đâu? Đây, em đang ngồi chơi đây. Không làm mà đòi có ăn à? Không lao động trí não thì lao động chân tay đi con. Dạ vâng ạ. Khổ thân anh Hiệp ghê. Hiệp vừa hát vừa vui vẻ dọn dẹp tất cả các nơi trong nhà như bố đã phạt. Chắc là bố sẽ tự hào về mình lắm đây. Nhà cửa mình đã dọn dẹp đâu ra đấy rồi. Tất cả các góc ngách đều đã sạch sẽ tinh tươm luôn. Thật là mệt quá đi. Đèn đèn. Thơm thế. Phải tự thưởng mới được. Hết nước chấm luôn. Bố, bố dặn con làm việc nha. Mà con như thế này thì mai sau làm được cái gì hả? Con sẽ làm chồng người ta. Đây chính là thần tượng của lòng con đó. Người yêu trong mộng, xin không bố. Ôi trời ơi là trời. Thần tượng à con, đi với bố, bố sẽ cho con gặp nha. Ơ, đi đâu cơ ạ? Yêu đương này, này thì yêu đương này. Tao xin lỗi vì không bảo vệ được mày. Để xem nào, hôm nay mình sẽ nấu một món thật ngon để chuộc lỗi với bố. Chưa có bao giờ đẹp hơn hôm nay. Non nước hữu tình làm ta mê say. Rửa rau thôi nào. A few moments later. Đúng món nghề đây rồi. Hey. Rau đâu rồi? Anh Hiệp. Ui giời. Lèo lèo, anh không cố ý mà anh chỉ cố tình thôi. Anh đứng lại đó cho em. Đố em bắt được anh đó. Đừng mơ bắt được anh nha. Anh cứ đứng lại không thì bảo. Ây da. Các con đang làm gì vậy? Suốt ngày chỉ biết nghịch thế hả? Bọn con đang nấu cơm. Con mời bố đi ra bàn ạ. Cơm đến rồi, cơm đến rồi. Con không làm được việc gì ra hồn vậy hả? Con xin lỗi bố ạ. Không xin xỏ gì hết. Ra úp mặt vào tường ngay cho bố. Quái lạ, sao thiếu mất 5 tờ nhỉ? Ông Hiếu chợt nhớ đến khi sáng, lúc đi qua phòng của Hiệp thì bắt gặp Hiệp đang giấu giếm gì đó rất khả nghi. Giỏi lắm. Đâu rồi nhỉ? Rõ ràng sáng nay mình thấy nó giấu gì đó. À đúng rồi. Đây rồi. Giỏi lắm. Vừa đúng số tiền mình mất đây rồi. Bố đang làm gì ở phòng con đó ạ?
Tại sao con lại lấy tiền của bố? Con hư lắm rồi đây. Bố, đây là tiền của con mà. Ai? Con còn chối hả? Tiền bố mất cũng bằng này. Tiền của con mà bố. Hạnh đâu? Dạ. Bố gọi con à? Hôm qua con đi đâu? Con á? Thì con đi học thêm đến tận tối mới về ạ. Không có ai ở nhà ngoài con. Con đã bảo là con không lấy. Đây là tiền ăn sáng con tiết kiệm đây. Bằng chứng đây con cái à? Bố, bố chẳng bao giờ tin con cả. Có giỏi thì đi luôn đi. Bố không có đứa con như mày. Sao giờ này vẫn chưa thấy anh Hiệp về chứ? À, đồng hồ đâu rồi? Tiền gì đây vậy nhỉ? Vậy số tiền hôm qua... Bố trách nhầm anh Hiệp rồi. Tôi chết rồi. Bố. Chán quá đi mà. Đi đâu bây giờ? Mình đi lối này đi bố. Bây giờ con đi lối này. Bố đi đường này. Vâng ạ. Anh Hiệp ơi, anh đang ở đâu? Hiệp ơi, con trai ơi. Chết, mưa rồi. Tìm chỗ trú đã. Bố, bố đã tìm thấy anh Hiệp chưa ạ? À? Ơ, bố. Bố, bố ơi, bố, có ai không? Gặp cứu. Ôi da, đau quá. Đi đứng kiểu gì đấy hả? Không có mắt à? À, anh ơi, tha cho em. Có mắt như mù, lần sau chừa đi nha. Anh Hiệp ơi. À, anh Hiệp, dừng tay lại mau. Báo cảnh sát, báo cảnh sát. Ừ, các người nhớ mặt ta đi. Anh Hiệp, anh có sao không? Anh không sao, mà sao em lại ở đây? Anh em mình phải về nhà gấp thôi, bố đang bị ốm ở trong viện. Nhưng mà anh... Đi thôi. Bố. Bố ơi. Bố. Bố, cuối cùng bố cũng tỉnh lại rồi. Bố xin lỗi vì đã không hiểu con. Bố, bố đâu có thương con đâu. Để con đỡ bố. Bố thật sự xin lỗi vì đã quá nghiêm khắc với con. Chưa có cha mẹ nào mà không thương con mình cơ chứ. Bố, con hiểu rồi ạ. Lần sau con sẽ không như thế nữa. Thôi, chuyện đã qua rồi. Nhà mình từ bây giờ phải sống thật hạnh phúc. Đúng là kiến thức trong tay có ngay 10 điểm. Này, ông được mấy điểm đây? Xời, ngoài những câu khó ra, câu nào tôi cũng làm được. Hả? Không điểm à? Nhưng mà câu nào cũng khó. Đúng là đằng sau một ông anh thảm hại là một cô em vĩ đại mà. Ơ, ừ, cái gì thế nhỉ? Eo, nhìn kìa, nhìn kìa. Trên thông thiên văn, dưới tường đạo lý, giữa thủ nhân tâm. Ta, người truyền tin của các đấng tối cao. Sao nhìn ông ấy cứ nguy hiểm kiểu gì á các anh ạ? Ông ấy là ai vậy? Ôi giời, ngã quả này cũng đau đấy. Ui da, mất hết cả hình tượng rồi. Ủa gì vậy? Tỷ sửu dần mão thìn tỷ ngọ mùi. Ta thấy ấn đường của cậu đen lắm, sắp gặp hạn lớn rồi. Hạn lớn á? Hạn hán à? Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Trong vòng 3 ngày tới, cậu sẽ gặp sao Diêm Vương chiếu mạng. Ông chú đừng có mà lòe, tôi không dễ lừa đâu nha. Về thôi hai đứa. Đúng là trẻ con, cứ chờ mà xem. Hả? Wow.
sao mà nhìn diện thế nhỉ? Bố mẹ chuẩn bị đi đâu về ạ? À? Bố mẹ đi du lịch vài hôm. Bà xã, get go. Ở nhà ngoan nhé các con. Yeah, tự do muôn năm. Đầu đầu quá đi mất. Rồi, lên nào anh em ơi. Tới bến luôn nào. Ơ, tôi đến đây là để ngủ chứ không phải để xem hai anh em ông muốn như khỉ với nhau. Đang vui thì đứt dây đàn. À, ui ui da, đau bụng quá. À, em làm sao đấy Trang? Có ba hai anh ơi, đang sợ lắm. Mà cái cha ấy. Thật mà, anh không tin, ra ngoài mà xem. Ui xa. Tầm này mấy con ma gặp anh cũng chỉ có chạy. Xin chào. Con ma thật. Em đã bảo rồi mà anh không nghe. Chuyện gì vậy? Mẹ ơi. Đáng sợ quá. Chuyện gì vậy nhỉ? Ma. Ui giời, cái đồ nhát chết. Để tôi đi xem nào. Cứ tin ở tôi. Có ai không? Ma ơi, ở đâu đây? Mình có nhìn nhầm không vậy? Là ngươi gọi ta sao? Sợ quá. Sao avatar của ông nhằn thế? Ông còn cái quần nào không cho tôi mượn với? Tôi để ở phòng của tôi cơ. Bây giờ nếu mà sang đấy rồi gặp con ma đó thì sao? Nhìn cái gì? Hết nước chấm luôn anh Hiệp. Cười gì? Hai người chưa thấy con trai mặt váy bao giờ à? Đáng sợ quá à. Là tụi nhỏ hôm trước đây mà. Ông ấy kia rồi. Thầy ơi. Sao? Thấy rồi phải không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thầy có cách nào giúp chúng con không ạ? Đây là bùa ta thỉnh từ tận Tây Trúc, ship về đây hết 530 đồng. Mấy đứa trả tiền mặt, quẹt thẻ hay quét mã QR. Thế có được trả góp không hả thầy? Bọn con giờ chỉ có bằng này thôi. Trả góp trước 10.000 thầy nhé. Ê thầy ơi. Thầy cứ giải quyết con ma kia đi, rồi sau bọn con thanh toán luôn một thể. Đi mà thầy. Chuẩn bị. Gì mà kỳ vậy nhỉ? Các anh ơi, nhìn mặt ông ấy chẳng uy tín gì cả. Không được đánh giá người khác theo vẻ bề ngoài như thế. Không biết có uy tín không nhỉ? Nhìn ông ấy kìa. Wow. A few moments later. Ôi giời ơi, mệt quá. Tiền công tất cả của mấy đứa là 1.030.000 nha. Dạ vâng, tiền đây ạ. Xong rồi, thầy đi đây nha. Chúng con cảm ơn thầy ạ. Anh, tiền ở đâu mà lắm vậy? À, anh đập lợn ấy mà. Nhưng anh làm gì có lợn? Ờ, đúng rồi. Thì anh đập lợn của em mà. Lợn của em á? À, anh đứng lại đó. À,
là người muốn đuổi ta đi sao? Nằm mơ đi. May mà chạy kịp. Mở cửa. Các ngươi sẽ phải trả giá vì đã làm thế với ta. Cứu, cứu mày. Không nghe thấy tiếng động gì, chắc con mà nó đi rồi. Nó đi rồi, ra đi. Không có đâu, ra đi. Khoan, ra đi. Anh lại mời ông thầy đó đến à? Mình còn tiền đâu mà trả chứ. Chúng mình là trẻ con, chắc ông ấy chờ trả góp đi. Sao mãi không thấy ông ấy đến vậy nhỉ? Để anh ra xem mới được. Đúng là làm giàu không khó. Ông ta phải lưu lại bằng chứng cái đã. Chúng con chào thầy ạ. Bắt đầu vào việc thôi nhỉ. Khoan đã ạ. Thầy lại đây, con cho thầy xem cái này. Làm gì mà bí ẩn thế? Gì vậy nhỉ? Oh my goodness. Ngạc nhiên chưa? Thầy có việc, phải đi trước đây nha. Đừng chạy à, còn lâu nha. Đồ lừa đảo này. Thả cho ta đi mà. Còn với chẳng cái, lớn bằng này tuổi đầu rồi còn không biết quét nhà giúp mẹ. Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào điện thoại. Nhìn con nhà người ta kia kìa. Mẹ ơi, con có bó hoa tặng mẹ này. Được rồi, con sẽ tặng mẹ một món quà tinh thần. Thật vậy sao? Mẹ đưa cho con bất kỳ cái gì, con sẽ nhân đôi lên cho mẹ, thật không đấy? Nhân cho mẹ cái kẹo này xem nào. Quả đơn giản luôn. Umbalasibo. Mẹ thấy gì không? Được đấy. Thế bây giờ nhân đôi cho mẹ tờ tiền này lên xem nào. Mẹ nhìn cho kỹ đây này. Biên. Tờ 500 đâu rồi? Ê, mẹ làm gì đây? Mẹ thấy có vui không? Vui. Nhưng mà tiền của mẹ đâu, đưa lại cho mẹ. Đấy, món quà tinh thần đấy. Còn đây là tiền công của con làm. Đấy là tiền ăn một tuần của nhà mình đấy. Nhìn một tuần không sao đâu mẹ, nhưng không tặng quà người yêu là có sao đấy. Ơ kìa, Quân, trả tiền lại cho mẹ. Anh, nay chúng mình đi đâu đấy? À, hay là đi shopping đi anh. Shopping à? Hôm nay là ngày của em. Em thích gì anh cũng chịu. Vậy mình đi thôi anh. Vui quá anh nhỉ. Anh có mệt không? Anh không sao. Đi với em, mệt đến mấy anh cũng chịu được. Anh này. Nhưng mà em đói rồi. Anh thương, mình đi ăn nhé. Yeah. Còn với chả cái, đi đến giờ rồi còn chưa về. Tôi về rồi đây. Ông về rồi đấy ạ. Hôm nay là ngày đặc biệt, tặng bà đấy. Ông này, già rồi mà cứ bị màu mè. Với tôi thì bà vẫn còn trẻ. Dẻo mỏ. Anh. Cô ta dám cắm sừng mình à. Anh. Em, thế này là thế nào? Như anh thấy đấy, đây chính là người yêu mới của tôi. Anh có gì không bằng hắn ta hả? Anh nói câu đấy mà không biết xấu hổ à? Anh không thấy người anh toát lên mùi nghèo à? Tôi dê. Em đừng bỏ anh mà. Rảnh ra. Hạnh ơi, em đừng bỏ anh mà. Hạnh ơi. Đồ phản bội.
sòng mặt như thất tình vậy con? Buồn ghê, 20 tháng 10 còn bị đá. Nhìn mẹ nè, hoa thơm thế nhỉ? Mẹ thôi đi, con chán ghét cái mùi nghèo khổ này lắm rồi. Quân, con làm cái gì vậy hả? Vì nghèo mà khiến con khổ như này này. Quân, sao con lại nói vậy? Đây là gia đình của con mà. Con không muốn sống trong căn nhà này nữa rồi. Con đi đâu? Con đi đâu mẹ mặc kệ con. Quân ơi. Bố, con làm cái gì vậy hả? Thằng bất hiếu đây. Con ghét bố mẹ. Con sẽ đi khỏi cái nhà này. Quân. Mình ơi, mình. Đợi qua đi mơ. Nghỉ tạm ở đây đã. Mình không còn sức để đi tiếp nữa rồi. Vừa đói vừa mệt. Hả? Anh gì ơi, anh ăn bánh mì không? Em ăn đi, anh không ăn đâu. Sao em không về nhà? Nhà em ở đây ạ. Ờ, vậy sao? Thế còn anh? Anh thì có bố mẹ cũng như không ấy mà. Chúng mày lại đến rồi đấy à? Ăn bánh mì đi này. Ờ, bọn chúng là chuột mà. Bạn em đấy. Thế anh không định về nhà? Em đừng có nhắc về căn nhà đấy nữa. Anh thấy em thế nào? Giao diện của chú rách rưới lắm. Rách rưới lắm. Tương lai của anh sau này đây. Tự dưng trời lại đổ mưa thế này. Ôi, lạnh quá, lạnh quá. Ở nhà có phải sướng không? Tự nhiên chui đầu vào chỗ khổ, chẳng bù cho em. Em thèm cảm giác có được gia đình. Em nói cũng đúng. Mẹ ơi, con mệt quá. Con bị sốt rồi, con cứ nằm đó nghỉ ngơi đi nhé. Ăn đi con. Ráng ăn nhiều một chút cho mau khỏe. Mẹ, đúng là coi sướng mà không biết hưởng. Mẹ, mẹ có sao không? Kìa mẹ, mẹ đừng như thế, con biết lỗi rồi. Con chúc mừng mẹ 20 tháng 10 muộn à. Hình như đây không phải con tôi thì phải. Tôi không dám nhận. Ơ kìa, sau này lại có người chê hoa cơ đấy à. Mẹ không cần vật chất màu mè, mẹ chỉ cần con ngoan ngoãn là được. Mẹ ơi, con sai rồi. Con hứa từ nay sẽ không như thế nữa à. Để con đỡ mẹ vậy. Mẹ nhận lấy hoa đi ạ. Mẹ cảm ơn. Wow, mùi gì thơm thế nhỉ? Hôm nay mẹ yêu đời ghê. Vừa nấu ăn lại còn vừa nhảy nữa chứ. Mẹ, mẹ, hôm nay mẹ nấu gì cho con ăn đấy? Đồ ăn của con đây con gái. Bà là ai vậy? Đây là bảo mẫu mới của con đấy.
Chị ạ, chị thấy chưa, tôi đảm lắm. Mẹ bận quá, sắp tới lại phải đi công tác, còn ở nhà với chú bảo mẫu nhé. Nhưng mà sao mẹ suốt ngày bận vậy? Thôi, làm xong mẹ sẽ về mà. Mình có trò hay đây. Chú Tú ơi. Ơi, chú đây. Chú ơi, ở trong chai nước có cái gì ấy? Đây chú, chú nhìn vào đi. Đâu đâu đâu, chú xem nào. Đây, chú nhìn gần vào. Này, cháu còn non và xanh lắm. Chú. Mình chỉ là một người đến sau. Tiếng gì nghe ghê vậy nhỉ? Mát quá, mát quá. Để cháu giúp chú gội đầu nhé. Ơ, sao gội mãi không hết bọt vậy nhỉ? Tiếp nữa này. Thế là trả thù được vụ hôm trước rồi. Lạ thôi. À, thì ra là cháu à. Leo leo, đưa cho bắt được cháu. Hạnh. Ai kia vậy? Hạnh ơi, Hạnh, chú Bảo này. Bỏ cháu ra, cháu đang bận xem phim mà. Chú, sao chú lại? Có trộm. Hả? Thế bây giờ phải làm thế nào hả chú? Chú có cách rồi. Được rồi, đi thôi. Nhà này đáng đồng tiền bát gạo đây. Có vẻ như không có ai ở nhà. Cơ hội đây rồi. Không biết chỗ cất tiền ở đâu nhỉ? Quái lạ, ở đây cũng không có là sao? Chiều đầu tiên, phải bồi ớt lên tay nắm cửa mới được. Chiều thứ hai là rắc bột mì lên cánh quạt. Trên này hình như cũng không có ai. Hắn đến rồi. Chết nè. Cày. À, mắt của ta. Bắt được ngươi rồi nhé, đồ trộm cướp. Tôi đi đây. Vâng ạ. Yeah. Chú cháu mình làm hòa nha. Nhất trí ạ. Nào, để chú làm cho. Thôi, chú cứ ngồi ở đây để cháu làm cho ạ. Hôm nay cháu sẽ trổ tài cho chú xem. Có làm được không đây? Cháu không ngại vào bếp, cháu chỉ cần lý do thôi. Hôm nay mình sẽ làm cho chú ấy món trứng chén nướng. Đầu tiên cho từng quả trứng chim cút vào từng cái bát con một. Sau đó chúng ta thêm ngô vào, thêm cả xúc xích nữa. Đừng quên một ít cà chua nữa nhé các bạn. Cuối cùng là bỏ bò khô và hành vào là xong. Giờ thì đem bỏ vào nồi chiên không dầu. Chọn thời gian nữa là xong. A few moments later. Ta-da! Trứng chén nướng hiệu cô Hạnh đến rồi đây. Của chú đây. Chú ăn đi chú. Để xem nào. Ngon. Ngon không chú? Ngon lắm, cháu cũng ăn đi.
con chứ nhỉ? Đồ đạc lại vứt bừa rồi. Cái con bé này, tranh thủ dọn tí đã. Có vẻ con bé rất muốn ở với mẹ. Ngày hôm sau, con gái, mẹ về rồi đây. Ê, mẹ về rồi. Mẹ, để con cất vali giúp mẹ nhé. Cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé khi tôi vắng nhà. Bé Hạnh ở nhà, trừ những lúc không ngoan ra thì lúc nào cũng ngoan cả. Ơ kìa chú, sao lại nói thế? Cháu lên cất đồ đã. À, đơn xin nghỉ việc. Sao cậu lại nghỉ việc? Chị xem đi, rồi sẽ hiểu mọi chuyện. Đây là tranh bé Hạnh vẽ đấy. Con bé muốn chị ở bên. Tôi hiểu rồi. Cả hai mẹ con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Vâng ạ. Tạm biệt chú Tú. Nhớ nghe lời mẹ nha. Chú đi đây, chào chị tôi đi. Tạm biệt chú. Mẹ, vậy ai sẽ là người bảo mẫu tiếp theo của con? Từ giờ mẹ sẽ bớt công việc để dành thời gian chăm sóc con. Thật à? Yeah, thích quá. Chào mọi người. Cảm ơn các bạn yêu của Trang. Hẹn gặp lại vào tối mai nha. Tôi làm bài tập xong rồi này. Cậu làm bài thần tốc thế. Thả tim, thả tim. Hả? Không thần tốc bằng lượt follow của cậu đâu. Tôi làm hộ nốt lần này thôi nhé. Lần sau tự giác đi. Tôi biết rồi. Đồng chí là có phúc cùng hưởng. Có việc cùng xem mà. Mà này, cậu lấy ở trên mạng à? Có lộ không đấy? Có lộ không đấy? Bài viết của tác giả ẩn danh, viết từ 10 năm trước. Thầy còn lâu mới tìm ra. Cảm ơn cậu. Yeah. Trường Trung học LT. Sao lâu thế nhỉ? Ai biết. Tôi năm nay hơn 40 tuổi mà chưa gặp cái trường hợp nào như này. Có ai đi chép bài trên mạng mà lại chép đúng bài thầy giáo viết không? Thầy, bọn em chỉ tham khảo thôi thầy ạ. Ui giời, tham khảo thôi cũng viết sai lỗi chính tả. Cuối buổi, các em ở lại trực nhật một tuần cho tôi. Thầy ơi, em cần phải. Số phụ huynh em Trang đâu ấy nhờ. Ấy thầy ơi, dăm ba cái trực nhật thầy cứ giao cho bọn em. Đảm bảo không còn hạt bụi nào đâu ạ. Trời đất ơi, sao mà su cà na thế này. Được, đã nói là phải đi đôi với làm đấy nha. Chúng em chào thầy ạ. Hảo hán quá nhỉ cô nương. Còn nói sẽ không lộ đâu, còn biết tối hề thật đấy. Đã đi nhờ vả lại còn chê à? Bỏ ra. Không bỏ. Mệt quá đi mà. Ước gì có ai lau bảng hộ mình nhờ. Lại bắt đầu ra nhẽ rồi đấy. Chỉ thế là nhanh. Thật là. Trang, Trang, dậy đi. Hả? Về nhanh, muộn rồi. Hả? Về livestream, không phải đi ngủ mất. Đợi tôi với. Hoàng và Trang đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng trời đổ mưa. Mau tìm chỗ trú thôi. Trời cũng khóc cho nỗi lòng của tôi. Mưa như thế này có khi tối mới tạnh được. Có muốn về không? Bé tí thế này ướt chắc luôn. Không bước được, yên tâm đi. Nhanh lên nào. Chuẩn bị chạy nhé. Mưa to quá. Ngày hôm sau. Hoa xì, đẹp kinh thế.
ốm thì xin nghỉ đi chứ. Ôi dồi ôi, bảo như thế rồi còn cố tình. Mình ốm thật rồi. Đeo khẩu trang vào. Nhớ uống thuốc sau khi ăn đấy. Này, cô ấy đang quan tâm mình đấy à? Thú hồng, tí thì rơi cả tim. Hãy liên quan gì nhau? La 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 la. Quái lạ, chả nhẽ nghe nhầm. Chào Trang. Cậu làm gì ở đây? Tớ ngày nào cũng xem livestream của cậu. Tớ rất thích cậu. Cậu là bạn gái tớ nha. Bình tĩnh, cậu đừng có lại gần đây. Không, tớ không thể nhận, cậu đừng lại gần đây. Đi mà, cậu hãy cầm lấy đi, không phải ngại đâu. Tránh ra. Ấy, đừng có chạy. Hoàng ơi, cứu tớ với. Hoàng. Trang, hãy nhận lấy tấm lòng của tớ đi mà. Trang, cậu đang ở đâu? Cậu ấy không nghe máy. Trang, cậu đang ở đâu? Bỏ ra. Trang. Hoàng. Tránh ra. Muốn tôi báo công an không hả? Đợi đây. Không sao đâu, cậu ta đi rồi. Đảm bảo không có ai bắt nạt cậu nữa. Tay cậu chảy máu rồi này. À, vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Nãy tớ bất cẩn nên bị ngã ấy mà. Ôi, sao lại khóc nữa rồi. Thôi, nín đi, tớ đưa cậu về nhà nhé. Thôi, đừng khóc nữa. Có tớ ở đây rồi, cậu sợ gì nữa chứ. La 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 la. Anh cảm thấy em là một cô gái nhiều tiềm năng đấy. Em suy nghĩ kỹ đi, có gì thì liên hệ cho anh nha. Tạm biệt em. Em chào anh ạ. Kem của cậu này. Cảm ơn. Thời tiết này mà ăn kem đúng là đỉnh của chóp. Mà cậu làm sao thế? Anh chàng vừa nãy là người yêu cậu à? Người yêu cậu à? Cậu đang nói cái gì thế? Nhìn đi. Công ty quản lý ngôi sao. Vậy anh chàng vừa nãy thuộc công ty quản lý ngôi sao muốn mời cậu hợp tác à? Đúng vậy. Thế cậu có đồng ý không? Tớ cũng không chắc nữa. Theo cậu thì sao? Đồng ý đi. Ước mơ của cậu còn gì? Cơ hội hiếm có đấy. Cố lên, cậu làm được mà. Cố lên. Rõ ràng mình phải nên vui mừng vì cô ấy có cơ hội thể hiện tài năng. Vậy mà sao trong lòng mình lại không vui vậy nhỉ? Yên tâm, không ước được đâu. Chuẩn bị chạy nhé. Mưa to quá. Tay cậu chảy máu rồi này. Không sao đâu, nãy tớ bất cẩn nên bị ngã ấy mà. Mình thật sự yêu cô ấy mất rồi. Mình sẽ không để mất cô ấy được. Mình đã đến muộn rồi sao? Trang ơi. Cậu ngồi đây làm gì thế? Có không giữ, mất rồi mới khóc hu hu à. Trang, cậu không đi nữa à? Sắp đi rồi, thèm bánh kem quá lại quay về. Chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu mở ra xem đi. Được. Cảm ơn cậu, chiếc đồng hồ này đẹp quá. Quà thì nhận rồi, giờ tới tiếp mục ăn bánh kem thôi. Được, cậu thích gì tớ cũng chịu. Đi thôi. Ui da. Cẩn thận. Cô có làm sao không? Tránh ra.
Ôi làng nước ơi, người đâm vào tôi. Ôi trời ơi. Cô này, cô định vừa ăn cướp vừa la đàn à? Dễ gì mà qua được con mắt bồ câu của tôi. À, anh vừa nói cái gì cơ? Anh bảo ai vừa ăn cướp vừa la làng đấy? Ờ thì hình xăm này. Hóa ra là ông chọn cái chết. Yeah. Quỳnh, bà không nhớ tôi à? Tú à, lâu lắm rồi không gặp nha. Nhận ra tôi rồi à, bạn chiến cốt. Dạo này có khỏe không? Lâu rồi không gặp, gia đình thế nào rồi, ổn chứ? Tôi vẫn ổn, mà con trai tôi vừa đi du học về đấy. Thế cơ à? Tôi cũng có đứa con gái xinh đẹp, trông cũng ra gì đấy. Vậy á? Gì đây? Xem đi, ông còn nhớ cái này không? Cái bản cam kết thông gia này bà vẫn giữ à? Đúng thế, phải giữ chứ. Con dậy rồi đây ạ. Hai người uống nước đi. Anh ngồi vào đây với bố. Cháu chào cô ạ. Đây là con gái tôi. Con ra chào hỏi chút đi. Anh chào em. Lần đầu tiên gặp mà anh đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp kiêu sa của em. Đúng là đi du học về có khác, nói năng dễ nghe thật. Em chào anh ạ. Anh, đây là chồng tương lai của con đấy. Đây là chồng tương lai của con đấy. Gì cơ? Bố và cô đã quyết định rồi, sau này hai đứa sẽ lấy nhau. Không được, nhưng con vẫn đang đi học mà bố. Anh không bắt em phải đồng ý liền. Hãy cho anh cơ hội được bao bọc chăm sóc em nhé. Hay, đồng ý luôn ấy chứ. Bố, con yên tâm, con trai cô hiền lành ngoan ngoãn lắm. Gì cơ? Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? À, em nhìn thế anh ngại đó. Ôi da, đau quá. Lợi ơi, ở lại chăm đi nha. Em xin lỗi, em quen tay. Cái gì? Quen tay? À thì mấy người yêu trước của em yêu em xong không ai lành lặn cả. Đáng sợ vậy sao? Ôi trời ơi, má anh sưng phù hết cả lên rồi. Để em thổi cho nhé. Ơ kìa, anh lại làm sao thế? Ra để em thổi cho. Thôi thôi, anh khỏi rồi. Thôi mà, đừng ngại, ra đây coi. Không, đừng, đừng. Anh đừng có ngại. Ôi. Để em xoa bóp cho anh nhé. Một tuần sau. Con mời cả nhà ăn cơm ạ. Tôi nghĩ con cái chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Tôi nhường sự may mắn này cho người khác nhé. Con trai, chúng ta về. Chào chào chú ạ. Ơ kìa, bà thông gia dừng lại đã. Anh, còn làm cái gì vậy hả? Còn làm bố không biết giấu mặt đi đâu đây này. Bố, con đã nói với
bố bao nhiêu lần rồi, con với anh Quân không hợp nhau đâu, mà bố cứ ép con. Nó có gì không tốt, học vẫn có, tử tế hiền lành, con còn đòi hỏi cái gì nữa? Bố muốn con sống với người mà con không yêu cả đời à? Ơ kìa, hắn. Con tức chết mất. Tối nay anh qua đón em đi chơi nha. Kìa, chẳng phải thằng Quân con bà Quỳnh sao? Quân, đi theo tôi. Cậu giải thích ngay cho tôi chuyện này là sao? Cô bé kia là ai hả? Thì như chú nghĩ đó. Sao cháu nói cháu thích con gái chú? Tôi nể mẹ tôi mới đi xem mắt thôi, chứ con gái chú làm gì có cửa với tôi. Chú đừng có mà mơ tưởng nữa. Cậu nói cái gì? Bố đừng phí sức với loại người ấy. Cậu đúng là cái đồ hư hỏng. Anh có biến đi không? Hay là lại muốn lời ở lại răng đi nhé? Đi thì đi. Em, chúng ta đi mau. Đồ mất nét. Bố có sao không? Bố xin lỗi, bố không nên vì vẻ bề ngoài mà đánh giá con người. Bố à, ép dầu ép mỡ, ai nợ ép duyên. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên bố ạ. Bố hiểu rồi,